Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa các bạn ASEAN, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ladies and gentlemen, dear ASEAN friends, Indian, Japanese and Korean friends. Nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực ASEAN và các đối tác của ASEAN, hòa cùng không khí rộn ràng của thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị đón xuân Mậu Tuất trong niềm tự hào và tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam trước kỳ tích của đội bóng U23, liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh, Hội hữu nghị Việt Nam Đông Nam Á và khách sạn The Beat Đồng Khởi rất vui mừng được đón tiếp quý vị khách quý Việt Nam và các nước bạn Campuchia, Lào, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã đến tham dự đêm hội ngộ ASEAN và những người bạn tối nay. Kính gửi đến toàn thể quý vị và các bạn lời chào trân trọng và những lời chúc tốt đẹp nhất. Ho Chi Minh City is bursting to welcome a new year and the whole nation is filled with pride and unity thanks to the miracle made by the Vietnamese National Under-23 football team. Showing this pleasant atmosphere, the Ho Chi Minh City Union of Friendship Organizations, in short, HUFO, and the Ho Chi Minh City Vietnam ASEAN Friendship Association, in short, VAFA, together with the MIST Đồng Khởi Hotel, are holding a gala dinner, ASEAN and Friends, to enhance the cooperation and friendship between Vietnam and ASEAN countries, as well as ASEAN partners. It's our pleasure to welcome all of you, Vietnamese friends and friends from Cambodia, Laos, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, India, Japan, and Korea being here tonight. We would like to send our warm greetings to you. Đến tham dự buổi họp mặt hôm nay, chúng tôi xin được rất vui mừng đón tiếp và sự hiện diện của đông đảo các vị khách quý. First of all, we would like to introduce our distinguished guests being here tonight. Về phía Việt Nam, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. On the Vietnamese side, it's our pleasure to welcome Mr. Huỳnh Thành Đạt, member of the Party Central Committee, Director of Ho Chi Minh City National University. Trân trọng giới thiệu ông Phùng Công Dũng, chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài. Mr. Phùng Công Dũng, Director of the Ho Chi Minh City Committee for Overseas Vietnamese. Trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Minh Thiện, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh. Mr. Huỳnh Minh Thiện, Chairman of HUFO. Trân trọng giới thiệu ông Trương Trung Kiên, Trưởng ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Mr. Trương Trung Kiên, Head of the Urban Section of Ho Chi Minh City People's Council. Trân trọng giới thiệu bà Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Đông Nam Á thành phố Hồ Chí Minh. Madam Phan Thị Hồng Xuân, Chairperson of VAFA. Trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Phúc, Tổng Giám đốc Hệ thống Khách sạn Silverland và The Beach Đồng Khởi. Madam Nguyễn Thị Phúc, CEO of Silverland and The Beach Đồng Khởi Hotel. Và trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của Hoa hậu sắc đẹp châu Á Nguyễn Đặng Tường Linh. And Miss Asia Beauty 2017 Nguyễn Đặng Tường Linh. Cùng với sự hiện diện của đại diện các cơ quan thông tấn báo chí của thành phố và trung ương cũng có mặt trong buổi lễ hôm nay. And also welcome the attendance of Ho Chi Minh City mass media. Về phía các quốc gia ASEAN và các nước bạn, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của bà Liu Siêu Linh, Tổng lãnh sự Singapore tại thành phố Hồ Chí Minh. On the foreign side, it's our pleasure to welcome Madam Liu Siêu Linh, Consul General of Singapore in Ho Chi Minh City. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Sổng Say Sanamun, Tổng lãnh sự Lào tại thành phố Hồ Chí Minh. Mr. Sổng Say Sanamun, Consul General of Laos in Ho Chi Minh City. Trân trọng giới thiệu bà Urirat Ratanavrut, Tổng lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh. Madam Urirat Ratanavrut, Consul General of Thailand in Ho Chi Minh City. Trân trọng giới thiệu ông Jati Henry Winato, quyền Tổng lãnh sự Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh. Mr. Jati Henry Winato, Acting Consul General of Indonesia in Ho Chi Minh City. Trân trọng giới thiệu ông Shahidruddin Wahid, Phó Tổng lãnh sự Malaysia tại thành phố Hồ Chí Minh và phu nhân. Mr. Shahidruddin Wahid, Vice Consul General of Malaysia in Ho Chi Minh and his spouse.
Trân trọng giới thiệu ông Than Bu Thi, lãnh sự tổng lãnh sự quán Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh. Mr. Than Bu Thi, Consul of Cambodian Consulate General in Ho Chi Minh City. Trân trọng giới thiệu ông Srika Reddy, tổng lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh. Dr. Srika Reddy, Consul General of India in Ho Chi Minh City. Trân trọng giới thiệu ông Choi Hin Yeon, chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, Co Cham. Mr. Choi Hin Yeon, Deputy General of Co Cham. Trân trọng giới thiệu ông Hinda Harumitsu, nguyên